Ngày 26 tháng 3 tại trường tiểu học Kim Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội thi văn toán tuổi thơ tiểu học cấp huyện năm học 2013-2014. Tham gia hội thi có 103 học sinh là những học sinh xuất sắc được lựa chọn từ các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Mỗi thí sinh làm 2 bài thi môn toán và môn tiếng Việt với thời gian 60 phút. Kiến thức và kỹ năng nằm trong chương trình tiểu học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo tiến độ phân phối chương trình môn học đối với các lớp 1, 2, 3, 4 và tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2014 đối với lớp 5. Có thêm một số bài tập chọn lọc ở tạp chí văn toán tuổi thơ để tuyển học sinh giỏi tiểu học. Hội thi văn toán tuổi thơ nhằm phát hiện và bồi dưỡng kịp thời những học sinh có năng khiếu và có thành tích cao trong học tập, tạo điều kiện để các em thể hiện khả năng vận dụng tư duy sáng tạo về những kiến thức trong chương trình liên quan đến môn toán tiếng Việt, duy trì nền nếp, thói quen tốt trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong các nhà trường, đồng thời tạo điều kiện cho những học sinh tiêu biểu được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm học tập môn toán tiếng Việt, góp phần nâng cao chuẩn kiến thức kỹ năng, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong các nhà trường, tác động tích cực đến tinh thần học tập của học sinh, thiết thực hưởng ứng phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.